Sự việc một cô gái 36 tuổi đi làm về đêm khuya. Do thân gái đi về đêm khuya một mình, đường vắng em chạy hơi nhanh và thiếu quan sát đã va phải một người đàn ông cú va này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến thần kinh và chân đã phẫu thuật. Hiện tại gia đình, bạn bè, người thân cũng đã giúp đỡ em nhưng ngoài khả năng, trong quá trình điều trị bệnh em rất là khó khăn, không có khả năng đóng tiền nhà trọ. Vì vậy em đã nhờ được các kênh YouTube để kết nối Quý Mạnh Thường Quân Hữu Duyên. Em còn đi tiểu tiện còn khó khăn mà. Và dạ. Về nấu ăn cũng là một cái điều gì đó rất là khó với em. Cứ em mới mổ xong thì cũng có hỏi bác sĩ nói thì cũng có khả năng hồi phục. Được là dạo này em còn mà tả ít hơn. Đỡ hơn, dạ nói chung là đỡ. Em cũng như khả em năng xài phục tiết hồi kiệm em có hơn. Cao đó chứ. Vậy là có anh nào mà rước em về là cũng sở hữu được em, lay quay là sẽ lành rồi. Em gái Vĩnh Long á, để hỗ trợ em ăn uống nha. Dạ. Là bên kênh giàu dẻ nha. Dạ. Thì em cũng cảm ơn mọi người. Dạ thì thăm chúc á, với giàu thì bữa nay có xuống Cà Mau thì chia sẻ một cái hoàn cảnh đó, là một cái em này là muốn nhờ thăm chúc á, với giàu để giúp để đóng tiền trọ. Mà cái sự việc á thì thăm chúc với giàu chỉ nghe thôi, chứ chưa biết như thế nào. Bữa nay vô tới phòng trọ nè. Em cho anh hỏi á, em dạ. Tên gì? Em tên Diệp. Em nói là nhờ anh nè, với giàu nè, để nói chung là cầu cứu để có tiền đóng tiền trọ. Là như thế nào em có thể kể cho anh nghe được không? Dạ là có nghĩa là hiện tại giờ em đang rất khó khăn á, nên em không có tiền, không có khả năng để đóng tiền trọ nữa. Thì ăn uống đồ này nọ em thấy nói chung là tốn tiền á, cho nên em không có khả năng, nói chung là giờ em không có xây được nữa. Anh nghe được biết đó là em hiện tại đó em bị, em nói là em cởi hết đầu đuôi cho anh nghe. Vì sao mà em cần tiền đóng tiền trọ, mà em bị cái gì gì em phải chia sẻ cho anh cô chú được biết rõ hơn. Dạ em bị tai nạn rồi, em bị gãy cột sống á, nên em đi đứng không có được bình thường, không có được, nói chung là khó khăn á, nên em không có đi làm được 7 tháng mấy nay rồi, cho nên giờ em không có xây, không có mượn. Lúc trước thì em cũng có mượn bạn bè này kia á, nhưng mà giờ là em không có mượn được nữa, cho nên nó khó khăn này kia. Cấp đầu là em bị cổ quẹt xe. Dạ đúng rồi. Rồi là cấp đó là mình có đi đứng được như vậy chưa? Không, lúc đó là em ngồi một chỗ, nói chung là không có ngồi được luôn, chỉ nằm một chỗ thôi. Em nằm một chỗ khoảng 2 tháng á, xong rồi cỡ khoảng tầm 2 tháng thì bắt đầu em mới ngồi vậy được. Ngồi được lúc đó rồi cũng chưa có bước xuống được, bước xuống là cái chân em yếu lắm, sụn ngang không à. Rồi khoảng tầm 4-5 tháng vậy là bắt đầu em mới bước xuống, rồi em mới dịnh, rồi mới đi, mới tập đi rồi này kia mới được. Rồi em mới đi được khoảng tầm tháng mấy nay á. Em đi được nha cả nhà, chứ không phải mà đi không được đâu. Tại vì có người thì nói là, thí dụ á, là em là đi không được, nhưng mà thật sự em đi được. Rồi mấy tháng nay mà tiền trọ em đóng như thế nào? Mấy tháng nay thì bạn bè rồi cũng như người cho em mượn ít ít một vài trăm, rồi cái em gom là em đóng, em ăn uống rồi này kia, em tả rồi này nọ. Nhưng mà có nghĩa là người ta giúp mỗi người cứ một hai lần vậy thôi, là không có đứt hoài. Em xây hết tất cả bạn bè em luôn rồi, bây giờ là không có khả năng xây nữa, người ta không có giúp nữa. Nói chung là cô chú trọ này cả nhà cũng tốt nha, là em thiếu tiền trọ. Cô chú trọ này á, là cô chú trọ này là người ta bên làm từ thiện thì cũng có cái tâm, người ta cũng không có đòi em là gì mấy, nhưng mà người ta biết em là hoàn cảnh khó khăn nè, cho nên nói chung là chủ trọ đó mình không phải mình nói tốt gì, nhưng mà thật sự là chủ nhà trọ này rất là tốt. Dạ. Cả tháng này em không có đóng tiền trọ, rồi nhiều khi cơm rồi là tối bới cho em ăn. Cô đó hả? Dạ. Cô chú trọ. Dạ. Quá quý luôn. Thấy em không có tiền á, mà nhiều bữa mấy ngày liên tục không mượn được tiền á, ăn mì tôm rồi cái cô thấy gì cô bớt cơm cho ăn. Rồi cho anh hỏi á, rồi em bị mà sự việc nạn xe này nọ đó thì dạ. Gia đình em có biết không? Dạ biết, mẹ em cũng có giúp đỡ em một ít tiền mổ này kia. Nhưng mà sao mà hiện tại bây giờ sao em không đi về nhà em đi, mà em sống cái trọ em đi? Cái này là cái dấu chấm hỏi á. Nói chung thì ai cũng có một cái hoàn cảnh, gia đình thì mỗi người mỗi khác. Nói chung là đó, giờ em cũng sống ở ngoài, tự lập ở ngoài không à, cũng không có sống với gia đình. Mà em có già không?
Nhà thì nhà của mẹ em, chứ em thì em không có. Như vậy đó thì mấy tháng nay là em nợ trọ 3-4 tháng hả? Em nợ chắc tháng mấy, 2 tháng à. Tháng mấy này? Dạ. Rồi là trọ vậy là mình đóng mỗi tháng bao nhiêu? Dạ tháng 1,5 triệu. 1,5 triệu điện nước này kia luôn hả? Dạ. Ồ, cũng... Anh thấy em hay so so cái chân của mình là sao em lắc lắc cái chân vậy? Em nó cứng á anh, nó vết mổ á. Anh xem cái chân nè, là cái vết mổ ngay bàn chân nè. Dạ, cái vết mổ á, cho nên phải so, phải mát xa. Dạ. Thì bây giờ ở đây vẫn còn, mà anh thấy vẫn còn như máu bầm, nó tím luôn á. Nó bị mất da á anh. Mất da hả? Dạ, nó nắm. Dùng da đây có cảm giác không em? Hơi hơi thôi à, nói chung là nó vẫn còn tê cứng á. Anh thấy giờ ở đây cái bàn chân em nó bị... Cứng ngắc à. Cứng ngắc đó, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi không có cảm giác luôn á. Nên em phải so, phải massage hoài. Đúng rồi, dây này nó dễ ăn thử, dây cột sống lắm rồi. Ờ, da chạm xe mà nó tới nông nổi dữ vậy. Rồi cho anh hỏi gia đình của em á là có thường lại phụ giúp với em không? Dạ không. Khi mà em xảy ra cái sự việc như vậy đó, rồi ai là cái người lo cho em nhiều nhất? Thì nói chung là mẹ em cũng bỏ tiền ra cho em mổ rồi này kia vậy đó, cũng dây cũng mượn cho em mổ, rồi của tiền của em một mớ với em mượn bạn bè này kia thêm. Thì nói chung là vậy đó. Rồi hiện tại bây giờ là mẹ em có qua lại với em không? Dạ không. Gia đình của em? Không. Rồi đó giờ nói chung là em trong bệnh viện là em tự lập ơn không à, nhờ người này người kia. Cái này anh thì anh nói gì em đừng buồn anh. Dạ. Ví dụ mẹ nào mà chẳng thương con đúng không? Nhưng mà tại sao em có làm cái việc gì mẹ em không thích em không? Nói chung là hồi xưa em cũng có tiền để gửi mẹ em á, xong rồi đến lúc em thất nghiệp em không có việc làm á, rồi em cũng lấy lại em xài, rồi em kiểu em xài hơi nhiều quá, cái mẹ em hay la, nhưng tính em là kiểu tiền mình tự làm ra mà cứ la hoài á, nhiều khi cái em cũng bực bội mà nói chung chửi nhiều cái vô cớ lắm. Rồi cái em cũng có bực bội, rồi em cũng có cự lại xong rồi hai mẹ con xích mít, rồi mẹ em đuổi em đi. Đúng như là nói dạ từ rồi này kia tùm lum hết trơn. Nói chung là mẹ nào mà chẳng thương con thì thông qua cái video này á, thì chắc mẹ em xem sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của em. Hồi đó thì cũng nói chung là cũng còn trẻ cho nên là phải ai nói gì cũng nghe hết. Đúng rồi, cũng như em cũng nông nổi. Nói chung là hồi đó là quậy. Tánh... Hồi đó là quậy ha. Không, quậy không quậy. Hồi đó là nông nổi là cãi cha. Cái kiểu như là em làm em tự sống, nhưng đừng có la, đừng có chửi, đừng có mắng em á. Thì cái đó là kêu là quậy rồi cô. Nhưng mà em cũng không có ăn chơi rồi này kia mà đừng có la em này kia. Có cái là tại vì em hay mua quần áo rồi này kia nó hơi nhiều, cái kiểu vậy thôi. Rồi mẹ bỏ luôn. Dạ. Rồi mới xảy ra cái sự việc như gì cả nhà. Thì nói chung á, em á là cần cái số tiền để đóng tiền trọ. Thì ở đây á, Thanh Trúc nè, với Giàu á, chia sẻ lên cho cô chú anh chị thôi. Chứ còn ngoài ra thì mấy anh em không có kêu gọi bất cứ cái thứ gì ha. Thì anh chị nào mà có duyên thì trực tiếp giúp em nó đi. Rồi em ở trọ như gì nè, ăn uống thì sao? Em uống thì nói chung là em có tiền em mượn được thì em mua cơm ăn, còn không mượn được thì em mua mì, ăn mì. Rồi có khi cô chủ trọ lấy cơm cho em ăn. Rồi có bữa nào nhịn đói luôn? Cũng có khi hên xui. Thì có bữa xui vậy làm sao? Như là không có tiền nữa, nói chung là mượn không được tiền nữa. Thì lâu lâu cũng có một bữa hay bữa. Một cô gái cả nhà không có tiền đóng tiền trọ, mà rất mong là rất may là chủ trọ đó là thương nha. Chứ nếu mà mình nói tóm gọn thôi, nếu mà những người mà người ta không thương á, là người ta có thể là người ta không cho mình ở trọ đó em. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái cô này thì quá tốt. Theo em á là cô không có tiền đóng tiền trọ thì cô có thường vô nói như thế nào? Em kể cho em. Cô cũng có nói này, cũng như là cô cũng chỉ hỏi là chừng nào con có tiền này kia hôm này nọ vậy đó. Cũng chỉ hỏi vậy thôi. Giờ có khi nào cô nói là em dọn đi không? Tại vì em ở đây em không làm ra tiền, em đâu có còn lao động nữa đâu, trong giai đoạn điều trị vết thương. Thì cô cũng có hỏi sơ sơ này kia vậy đó. Hỏi về vấn đề đó, cũng có nói sơ sơ thôi. Giờ hiện tại bây giờ là em nè, là một cái người ở đây nè. Dạ. Không có lao động gì hết. Ở đây là em không có lao động gì hết đúng không? Dạ. Ví dụ bây giờ là
Em chỉ nằm ở chợ đây, em đi tới đi lui thôi hả? Dạ đúng rồi, mỗi ngày là em chỉ tập đi thôi. Tiền đó để mượn tao hoài cho tao cho nha. Dạ đúng rồi, em cũng đang lo về vấn đề đó. Mượn hoài không được, giờ nói chung là em hết xây được luôn, hết mượn được luôn rồi. Hồi nãy giờ em còn phải ăn uống rồi tả rồi này kia, tại em bị chèn ép tỷ á. Nên tiêu tiểu em nó kiểu như nó chưa có được bình thường á. Đi... cảm giác không? Là nói chung là lúc trước là nó tê cứng luôn á, nó không có biết gì em gắn ống luôn á, nhưng mà bây giờ là nó đỡ đỡ hơi hơi rồi, cũng như tiêu tiểu cũng được ít ít, nhưng mà nó có khi nó ra không, em không kiểm soát được, nó muốn ra giờ nào nó ra vậy, cho nên phải mặc tã này kia nữa. Dạ em bây giờ là phải mặc tã. Dạ bây giờ em lo tiền ăn rồi tiền tã rồi này kia. Ví dụ nè, cho anh hỏi là mỗi lần dạ. Mình đi khám bệnh rồi sao? Nói chung là em cũng muốn đi khám nhưng mà em không có tiền á, em không đi được. Dạ, hôm nay chung là dưới cái sống lưng rồi của em chảy xuống. Rồi nó cũng đau này kia, em cũng muốn đi khám rồi này kia mà cũng không chưa có tiền để đi. Muốn đi khám bệnh mà chưa có tiền. Theo dạ, anh có nghĩa là em muốn đi tái khám lại á. Mà chưa có tiền để đi nữa. Càng bao nhiêu? Tại em nghĩ chắc cũng nếu mà đi lên Sài Gòn Chợ Gãy á, chụp hình rồi lại coi coi xương rồi nó có ổn định hôm này kia, tại vì em ngồi nó thốn với cái phần xương khô á, đau lắm. Cho nên giờ muốn đi lên trên đó thử coi chuyến chắc cũng phải tầm mấy triệu, bao xe đi lên trên mấy triệu, chắc em đoán vậy thôi, em cũng không biết bao nhiêu. Mà cho anh hỏi nè, cái phục hồi của em nè. Dạ. Mình có theo mà có tiền á mình chữa trị phục hồi hết không? Dạ hết, em nghĩ là thế chắc dạ hết. Tại có nhiều người ta còn nặng hơn em nữa. Nhưng mà em lại giờ may mắn là em đi được ít ít. Sao này. Em không hỏi với bà con rồi nè, với mấy bạn rồi nè, nói bây giờ cho em mượn số tiền hay là con nó rồi hết rồi cái con sẽ đi làm, con sẽ trả lợi, ví dụ như vậy. Em có dùng tới cái biện pháp đó chưa? Nói chung là khó, nói về bà con thì khó lắm, không mượn được. Gia đình, bạn bè thì nói chung người ta chỉ giúp em một ít vài ba trăm thôi à, chứ không có giúp được nhiều. Còn phục hồi tới nhà là nói chung là em đã nói là phục hồi được là được rồi. Dạ đúng rồi. Tuổi em thì thấy còn cũng nói chung là cũng trẻ lắm, nhưng mà thấy cái tình trạng nè, thân gái gì ở trong phòng trọ gì đó. Rồi tự nhiên mình đang khỏe mạnh và đi đứng bình thường. Dạ. Rồi ngủ một đêm sáng lại là mình xảy ra sự việc gì đó. Không, em đi một đêm chứ. Đi em đi làm về á. Em đi làm về rồi em chạy xe về, em quẹt với cái chú kia. Va chạm á. Chú kia có sao không? Cái chú kia thì bị nhẹ hơn em. Tại vì ban đêm á em chạy gì kiểu mà chạy gì cho nhanh lẹ để thôi, thấy tối đường nó tối á, cái em chạy gì em quẹt cái chú đó. Cái chú đó trong lề ổng đâm ra rồi quẹt với ổng. Em này cả nhà, em ở đây là nói tóm lại là thì em muốn nhờ cô chú nè, anh chị nè, em muốn nhờ giúp điều gì không em nói lên. Dạ, nói chung bây giờ em cũng hoàn cảnh em gần rất khó khăn là vì em không, em nói chung em mất sức lao động, em không có thể nào đi làm được á, chân em đi không có được như bình thường, rồi thêm nữa là nó cũng chỗ em mổ rồi xương sống rồi này kia nó cũng chưa có được bình thường lại á, nó đau nhất em ngồi rồi nó thốn lắm, cho nên giờ em khó khăn. Nói chung em cũng mong là có cô chú nào đó, tốt bụng hay là có ai có lòng từ bi giúp em để em có tiền. Thứ nhất là em đi tái khám trước, coi có ổn định xương rồi này kia chưa, rồi sao mà nó đau này kia, xong rồi hỏi ý kiến bác sĩ coi trị bệnh như thế nào, kiếm tiền cũng như có ai giúp đỡ có tiền trị bệnh này kia, nhưng mà trang trải như ăn uống, tiền phòng, tiền tả, tiền này tiền là kia. Tại vì vậy em không có đi làm được, nói chung là em không có thu nhập gì hết luôn á. Mà mượn thì cũng không mượn được nữa. Là bây giờ là em muốn cần tiền thôi ha. Dạ. Thì thứ nhất đó là thí dụ anh hỏi thí dụ có người cho em mượn tiền rồi thì chừng nào em trả thí dụ. Nếu mà được á thì em đi làm được á em trả từ từ lại. Sau này ha. Dạ. Nói chung là thì cái hoàn cảnh của em gái này nè, nó đang hiện tại đang sống ở cái
căn trọ, không có tiền đóng tiền chủ trọ, nhưng mà chủ trọ này thì rất là tốt. Có những chỗ thì người ta không có thì người ta sẽ đẩy em ra đường đó. Dạ đúng rồi. Chứ còn ngoài ra là người ta sẽ không thương mình đâu, không tốt gọn. Dạ. Rồi cho anh hỏi người mình ở đây rồi, ví dụ rồi mỗi lần mà mình vệ sinh và tắm rửa rồi sao? Thì em đi nhắn nhắn em nhịn nhịn em đi vô trong cầu em ngồi. Dạ được, em làm được, em ngồi em bồn cầu em tự tắm em tự giặt đồ ở này kia luôn. Rồi em không có chồng sao, cho anh hỏi nha. Dạ không, em không có chồng. Em sống độc thân bao lâu rồi? Chắc cũng bảy tám năm. Sao mình không tìm người về cho lo đi? Dạ chung với em, anh hỏi em sao hiện tại em, nói chung là em bị gì nên em cũng nói chung là cũng khó khăn về cái mặt tìm kiếm á. Là hiện tại bây giờ là em đang bị gì rồi thì nó đang khó khăn ha. Dạ. Nói chung biết đâu em có hồi phục được mà. Dạ thì cái đó thì chắc để sau. Ví dụ phải như có chồng, cái chồng lo này kia. Dạ, đúng nó rồi. Im quá ha. Còn cái này thì một mình một ngựa chàng, mà vừa phải đóng tiền trọ này kia rồi nữa. Rồi em có suy nghĩ là có một người để lo cho mình không? Cho anh hỏi nè, cái cách từ em mà bị sự việc như vậy đó. Dạ. Rồi em có bạn trai được không? Lúc trước khi em bị thì em có. Có ai nuôi em không? Bạn trai có nuôi không? Cũng có nuôi. Em kể cái sự việc đó cho anh nghe. Thì lúc em trong bệnh viện á, cũng có nuôi em được mấy ngày. Ngày sau rồi không có nuôi nữa. Lý do sao? Không biết nữa, chắc có lẽ là thấy em nằm chỗ hay cực quá, chứ lúc đó thật sự là cũng quá cực. Lúc đó là em nằm chỗ luôn á, em không có cử động được. Muốn nghiêng qua nghiêng lại cũng phải có người nghiêng cho em mới nghiêng được. Thay tả này nọ đó, cực quá, chắc có lẽ là cực quá. Nó bỏ ha. Dạ. Em không có tự nấu nướng ăn được hả? Dạ không, em hiện tại thì chân của em đứng chưa, đúng rồi, còn yếu lắm. Yếu lắm. Em ngồi lên đứng xuống khó lắm. Tại vì nếu mình nấu nướng ăn được thì sẽ tiết kiệm chi phí ra để có tiền rồi. Mình đóng tiền trọ đó. Dạ. Thì hiện bây giờ mình không tại có đi lao động á, mình sẽ tiết kiệm. Mà tại vì chân em còn yếu, em chưa có đứng lên ngồi xuống này kia, dọn dẹp rồi là nhờ cô không? Tại vì nãy em kể là em còn đi tiểu tiện còn khó khăn rồi. Bởi vì nấu ăn cũng là một cái điều gì đó rất là khó với em. Dạ đúng rồi. À, một cô gái mà nói chung đó, thì còn sức khỏe và còn bạn còn bè nhiều lắm. Còn mà sức khỏe của em giờ kém rồi là em nói là bạn bè ít khi lại thăm em không? Dạ đúng rồi. Lúc trước thì còn lại chứ bây giờ nghỉ lại rồi. Có mấy tháng này? Tháng gì em? Chắc cũng 4-5 tháng rồi đó. Nhưng mà từ lúc em nằm bệnh viện thì cũng có lại thăm. Nhưng mà từ lúc xuất viện tới giờ là không có ai lại thăm nữa. Chắc người ta bận việc, với lại là nói chung là cũng bận nhiều. Dạ đúng rồi. Người ta không thăm em. Dạ. Nó thỉnh thoảng thì điện thoại rồi này kia thì ít chết gì đó. Em nói là với anh đó là em là có khả năng hồi phục đúng không? Dạ. Là cái này em suy đoán là bác sĩ nói. Bác sĩ lúc trước em mới mổ xong thì cũng có hỏi bác sĩ nói thì cũng có khả năng hồi phục, mà gán để sau này tập đi này nọ rồi gì đó cũng có khả năng hồi phục. Là tại vì em thấy giờ cũng có hồi phục hơi, lúc trước là em ngồi em chỗ luôn, em đi xe lăn luôn á. Nhưng mà bây giờ là em đi được hơi rồi. Rồi đi tiêu tiểu rồi, là lúc trước là em đi là không được luôn, em phải gắn ống luôn á. Nhưng mà bây giờ là đỡ rồi đó. Bây giờ là đi được hơi nhưng có cái là chưa kiểm soát được. Có khi nó còn tự ra này kia. Nhưng mà có khả năng phục hồi nha. Dạ. Rồi mình có khi là mình ở trọ gì nè, mình có muốn suy nghĩ là tìm một người về lo cho mình đó. Nói chung là cái đó tùy duyên số thôi, chứ em bị vậy thì cũng khó kiếm người lắm. Cũng nhiều cũng muốn kiếm đây, có người chăm rồi này kia rồi lo rồi. Nhưng mà sao? Nhưng mà em bị vậy thì em sợ là em bị gì là không ai chịu ha. Dạ đúng rồi, khó lắm anh. Đúng rồi. Em xinh gái mà, tại vì em không lên tiếng thôi, lên tiếng cũng có nhiều người người ta làm quen em. Nhưng mà em bị gì rồi rước em về là sợ làm gánh nặng cho người ta.
Nhưng mà em có khả năng phục hồi mà. Dạ đúng rồi. Thì mình em chỉ nói vậy thôi. Thì đầu tiên là em chỉ muốn cần có cô chú để giúp cho em có tiền để trị cho nó lành lại cái cơ thể thôi. Dạ. Chứ còn ngoài ra đó thì em chưa tính điều gì ha. Dạ đúng rồi. Tóm gọn là vậy đi. Dạ. Hiện tại là ở trọ một ngày 50.000 tiền trọ cả nhà. Tháng 1.500.000 luôn em. Dạ. Tính điện nước luôn. Thì ở đây rồi mỗi lần mà em để cân nhất đó, thuốc men rồi em nhờ em mua. Nói chung là không có uống thuốc gì, nhưng từ lúc mấy tháng này em không uống thuốc. Tại không uống thuốc sao bớt cô? Thì tại vì em không có đi bệnh viện được, không có tiền đi, với em phải đi ông bác sĩ ga to này nọ mới biết uống thuốc gì, chứ đâu uống bừa bãi được. Trời trời. Rồi cho nên nói chung là từ lúc em xuất viện là em đi tái khám được có một lần tới giờ luôn là không có đi nữa. Bao lâu rồi? Chắc cũng 4-5 tháng. Trời. Bởi vì giờ em tiền ăn em không có, lấy không tiền có tiền ăn nữa, tiền tả là cũng phải mượn từng người, từng đồng, nói chung là đâu có đi được nữa. Là dạo này em còn mà tả ít hơn đỡ chứ hơn không? Dạ nói chung là đỡ. Em cũng như khả em năng xài tiết kiệm em có cao đó chứ. Dạ đúng rồi. Giờ là em còn, nói chung là em còn hay ha, nói chung là còn cảm giác để mắc, mình tiểu. Nói chung em biết mắc tiểu, em đi vô cầu em tiểu, em tháo tả ra xong em đi tiểu, tiểu xong em mặc lại, nói chung là em biết hết. Dạ biết. Nhưng biết là sao em vẫn tả làm gì cho nó tốt, nhưng mà có nghĩa là thỉnh thoảng nó sẽ tự ra. Thì như là hoặc là em mắc cái ấy, đúng rồi, giống như là kinh, em thần mắc kinh yếu á. Em mắc mà em đi không được, em đi không kịp vô cầu là nó sẽ tự ra, hoặc là ngủ, nhiều khi ngủ mê ngủ lâu quá là nó sẽ tự ra, có khi ra có khi không. À, nói chung là hiện tại giờ là nó có cảm giác chỉ 50% giống kiểu gì, nó chỉ đang phục hồi thôi, nó chưa phục hồi hẳn 100%. Phục hồi ha. Dạ cũng tốt mà. Thì em thấy cũng ổn hơn rồi đó. Vậy là tốt rồi. Dạ. Vậy là có anh nào mà rước em về là cũng sở hữu được em, lây quay là sẽ lành rồi. Có người có khi người ta sợ gì nè, ta nói trời ơi kiếm bà lành chứ kiếm bà này giờ chi ha, ví dụ như vậy. Dạ, nhưng đúng mà rồi. Chưa nghe cả nhà, cả này lo đó là người ta sẽ đền ơn dữ lắm luôn. Anh hỏi thí dụ thôi. Không. Có dạ. Một cái sự việc mà xảy ra em không tin vào sự thật. Dạ. Có một người mà lại lo cho em lành lặn luôn rồi em. Em lấy cái gì em trả ơn ta, cho anh hỏi cho. Cái đó thì ơn nghĩa thì đương nhiên sau này chắc chắn là em sẽ trả ơn. Còn như về cái chuyện mà như cái để như sau này mà lỡ mà có thành hay không thì cái đó là tùy duyên số, tùy duyên phận nữa. Tùy duyên nữa, lỡ biết đâu được như đi cái người đó tốt rồi lo, nếu mà chăm sóc em này kia thì em thấy kiểu như người ta tốt rồi này nọ gì đó. Cũng có thể là nhiều khi là, mình là có cảm tình hay kia. Hay là người ta lo hết bệnh rồi chạy nhảy được rồi bỏ người ta được cô. Nói chung là mình em không nói trước được. Biết cũng như là tùy duyên thôi chứ. Tùy duyên người ta lo rồi xong. Nhiều khi có người mình đến giúp mình nhưng mà không có duyên nợ, không có hợp với nhau thì cũng không có yêu được. Không, bỏ một rồi em ở phòng trọ như thế này, hôm nay có anh nào ở chung cái giải phòng này đến giúp đỡ em chưa? Không thì cũng như người này người kia ra vô thấy thì hỏi em, hỏi thăm. À, có anh nào đang bưng cơm qua cho em ăn chưa? Chưa ha. Chưa. Với lại em ở đây cho nên người ta cứ nghĩ là có người nhà không à. Hiện tại á, không chồng, không gia đình. Nói chung là ở cái phòng trọ cả nhà, không có tiền đóng trọ, cho nên là điện mấy anh em để cầu cứu, để giúp. Giúp là gì? Giúp để cho em có một cái số tiền đóng tiền trọ đó. Ừ, thì thêm chút bữa nay lại đây cũng gửi cho em là 2 triệu của chị Tiết ha, với 200.000 của em Linh. Ừ. Để anh trao cho em nha. Dạ. Nè em. Dạ. 500. 1 triệu. 1 triệu gửi. 2 triệu. Cái này là 200.000 của bên kênh của Hoài Miền Tây á, là em Linh á. À, gửi cho em nè. Dạ. À. Còn thứ hai nữa cả nhà, còn một cái kênh của Giàu Vui Vẻ nữa thì để cho Giàu Vui Vẻ trao nha. Anh gửi phần quà của em, em gái Vĩnh Long á, để hỗ trợ em ăn uống nha. Dạ. Là bên kênh Giàu Vui Vẻ nha. Dạ. Ừ. Thì em okay. Cũng cảm ơn mọi người hỗ trợ cho em, có em có tiền ăn, tiền đóng tiền trọ. Ừ. Thì anh chúc với Giàu cũng cảm ơn cô chú chị đang xem video. Thì anh em chúc cho cô chú chị một ngày thật vui và tràn đầy hạnh phúc, và mong cô chú anh chị rất là nhiều sức khỏe ạ.